lại xe lên đây con nói chuyện ngồi xíu được không? Ủa, mình bán cái gì vậy ngồi? Bán hai cái. Con nói chờ mưa bán được mấy cái, còn lấy một cái. Đó, còn rất là la. Con mới thấy ngồi đi lấy hộp cơm đây ngồi ăn hay là ngồi làm gì? Chờ để dành ăn. Ủa, cơm 12 giờ mà. Cơm người ta bỏ mà. Kệ nó, người ta bỏ. Đâu, cho con thử cái hộp cơm đó, con thử đi. Ăn được mà, ăn được mà mới lấy cái bộ. Thôi để con mua cho hộp khác chứ, mà ngồi ngồi lấy. Thôi, đưa con có thử, đưa con có thử. Mẹ con mới thấy ngồi lợm cái hộp cơm ngoài đường mà. Mẹ đó thấy ăn còn ăn đâu đâu còn đâu phải ăn. Con mua lại cho, con mua lại cho. Ê, tội lắm con, tiền lần khó lắm, bây giờ khổ chung không phải cô duyên đâu. Thằng lớn thì khổ, thằng lớn thì nhỏ. Hiểu chưa? Có hiểu vậy không? Bây giờ người ta giàu lắm mà cho mướn mặt bằng, bây giờ cũng không ai mướn nữa. Mướn bán không được, ta trả là khổ. Còn mình ở ngoài đường là ứng như tính năng được. Người ta đâu có dám đi tính năng như bà. Bởi vì người ta giàu quá đi. Hồi bây giờ cho mướn mặt bằng mấy chục triệu, phải không? Bây giờ đâu có như bà, còn bà khổ. Ta ăn hết thì bà lụng bà ăn. Con hiểu chưa? Dạ. Còn cái kia người ta cho bà này còn riêng họ. Con mới thấy bà lợm cái hộp xôi này nè, hộp ngoài đường nè, xong mà thấy bà lấy bà lại dành bà ăn. Cho con mua lại đi, con đưa lại tiền cho. Bà nói với mình là mình mua thì con mình đem đi giục, cho nên là tội lắm, mang tội lắm, cho nên thà như cho tiền bà chứ bà không có bán. Thôi con cho bà một ít. Dạ. Bà uống quá trời. Mắc cho nước của bà thôi. Nhà bà ở đâu? Nhà bà ở quận nào? Bà ở quận 10, nhưng mà bà ngủ ở đường không à. Bà ngủ ở vị trí nào? Ở cái hẻm đó, đầm nhà thờ đi vô đó. Cái chuyện như đó ngủ cuối cùng cũng là để nó mà khỏi cũng thương, có tiền để đem. Bà ngủ ở chung cư nào bà? Chung cư Gia Tự. À, cái đường nào? Để bữa nay con ghé con mua đồ cho bà. Đâu có tiền cho bà đi, lúc nào đâu con gặp được bà. Nếu mà con gặp bà thì con đi đường nào? Hôm nay sáng lên đây nè, lên tới lên không nè, thì sáng. Chiều đó thì con lên nè, mua quyền đó biết không? Dạ biết. Bà Hảo với mua quyền đó. Dạ. Bà lãnh cơm ở đó. Ở đó thì ai cho cơm bà? Có cho. Con lên đó là con táo Hòa Hảo với Ngô Quỳnh. Con thấy số 41 con cô qua đó. Bà lãnh bên đồ điện hết thì bổ cũng cho. À, tối bà ngủ sao đâu? Cái xe của bà con thấy là có quần áo rồi có đồ. Bà chạy ra bà đập gì đó? Đó thì chạy ra nằm gối lầu. Cái gối nè. Ở chưa? À, cái này là cái gối này. Đủ cùng rồi mà. Ồ. Đó, thấy chưa? Cái này là cái gối của bà luôn. Bà đi nhặt ve chai bà bán kiếm tiền hả? Ồ, này là cái gối của bà nè. Ở này là trong này là có mền. Có cái mền. Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ở con cháu của bà đâu? Cho con xem với. Bà là năm nay là 84 tuổi à, nhưng mà có con cháu, nhưng mà con cháu của bà lại không có quan tâm bà. Đúng vậy. Dạ. Nó lỡ nó chụp tình bà ngủ rồi hè nè. Cái lát cái nó đi nào mà cũng hay chứ bà ngủ luôn mà. Ai? Thì cái người giống như con bà đường vậy đó. Dạ hả? Có hay nữa, giờ cũng có dấu tiền bỏ này cho bà. À, người đã cho bà bao nhiêu? Có 100 ngàn. Có 100 ngàn hả? Cất kỹ nha. Cất kỹ chứ bây giờ ta sợ
thôi đừng 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 chỉ, đừng chỉ chỗ cấp, đừng chỉ chỗ cấp. Dạ để con coi thử bà ở quê đâu. Bà Nguyễn Thị Châu sinh năm 1937. Bà địa chỉ hộ khẩu từ chỗ của bà là ở chung cư Ngô Gia Tự. Nhưng mà bây giờ nha, con mua lại bà cái hộp xôi đó được không? Thôi con liền tội lắm. Con thiệt á. Con ăn tại chỗ rồi bà bán. Dạ, con ăn tại chỗ, chịu không? Ăn với con. Không ấy để bà ăn. Nói thật với con á, tội lắm. Cái tội phước khác nhau, con hiểu chưa? Cái phước khác và cái tội khác. Không thể sống được cái tuổi bà mà dễ đâu, con hiểu chưa? Đó, xôi ta còn ăn. Cái này là hộp xôi mà mình thấy bà nhặt ở dưới đất nè, ai vứt ngoài đường á, xong mà bà lợm lên cái bà ăn. Bây giờ mình mua lại mà bà không chịu, bà nói còn ăn được. Con tặng cho bà nhưng mà bà cọc tiền kỹ rồi nha. Kỹ chứ bà có túi ra. Con cho bà 500 ngàn.